sân bay quốc tế Nội Bài hay Tân Sơn Nhất. Suốt đầu mùa hè đến nay đều tấp nập các em nhỏ làm thủ tục xuất cảnh để đến với các trại hè ở nước ngoài. Đặc biệt, điểm đến ưa chuộng trong những năm gần đây là Philippines. Với 21 năm hình thành và phát triển, là trường tiên phong vận hành chương trình Junior Camp đã được 15 năm nay, trường Anh ngữ HEP tại Philippines đang là sự lựa chọn hàng đầu của các bậc phụ huynh dành cho con em của mình. Với đội ngũ hơn 600 giáo viên giàu kinh nghiệm, tại trường Anh ngữ HEP, việc dạy và học tiếng Anh rất được chú trọng với phương pháp 1 kèm 1. Mỗi ngày đều có 4 lớp 1-1 để phát triển đồng đều 4 kỹ năng, nghe, nói, đọc, viết. When you study one by one, sometimes I can talk to you, make some story, so it can be sleepy. So it's kind of interesting for me. When I go to the Philippines, it's better than the way I learn English. Because in this class, I can speak with the teacher. Bên cạnh các lớp 1-1, lớp nhóm từ 4 đến 6 học sinh cũng được học viên hào hứng tham gia để tăng khả năng giao tiếp. Group classes usually we teach them more on speaking. They all say that they've learned much about pronunciation and also their communication skills, and they also improve their interconnection with other people, like socializing. Với lịch học được sắp xếp khoa học cho mỗi học sinh, các kỹ năng phát triển môn học đều theo quy trình đào tạo chuẩn quốc tế. Mỗi ngày các học viên sẽ có lớp từ vựng và kiểm tra đều đặn. Để tăng cường khả năng viết câu, học sinh sẽ phải viết nhật ký hàng ngày bằng các từ vựng đã được học và những bức thư viết về cho người thân ở Việt Nam khiến phụ huynh không khỏi xúc động. Anh chị nhớ cháu lắm và cũng rất là yên tâm vì anh chị đã nhận được thư. Muốn của các anh chị là thầy cô dạy cho cháu để cháu giỏi hơn, nâng cao được nhiều kiến thức nhé. Ngoài khung giờ học tập cố định với giáo viên, các giờ tự học cũng là một phần bắt buộc. Dù không có cha mẹ bên cạnh nhắc nhở, nhưng trong môi trường học tập lý tưởng, chỉ sử dụng hoàn toàn tiếng Anh, ý thức tự giác được nâng lên rõ rệt và tinh thần độc lập đó đã được rèn luyện ngay từ khi bước chân vào trường bởi các thiết bị giải trí sẽ được thu giữ suốt quá trình diễn ra trại hè để không làm sao nhãng việc học tập và kết nối trực tiếp với bạn bè. Our relationship become higher and higher. We can be friendly together and we know each other. For example, me now, I don't use telephone anymore, so I get more friendship and talk more and more. Ngoài việc học tập, các chương trình rèn luyện thể chất và kỹ năng sống cũng được tổ chức song song nhằm khuyến khích sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Đó là những lớp diễn thuyết, lớp học kỹ năng dẫn trước máy quay, lớp học nhảy, âm nhạc. Các hoạt động vui chơi vào cuối ngày hay cuối tuần. Những bữa tiệc chúc mừng sinh nhật cho các học viên được tổ chức trong không khí ấm cúng và tràn đầy niềm vui. Vietnamese kids, they learn easily. The problem there is they are quite playful, but they can learn a lot. They're really good. They actually can speak English. They know the grammar. And also, when we ask about some vocabularies, they know about it. They're really intelligent. Mỗi học sinh được sắp xếp thời gian biểu phù hợp năng lực cá nhân và được đánh giá năng lực theo tuần. Với lịch trình hoạt động từ 6:30 đến 22:00 hàng ngày, những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng đã góp phần quan trọng trong học tập và hoạt động thể chất. Hệ thống chăm sóc y tế đảm bảo luôn có bác sĩ, y tá túc trực 24/24. Không chỉ đơn thuần là một trại hè học tập tiếng Anh, mà đây còn được ví như một trại hè quân đội với những quy định giờ giấc sinh hoạt rõ ràng, mang tính kỷ luật cao và được áp dụng rất chặt chẽ. Chính vì điều đó mà chỉ sau một thời gian ngắn từ 4 đến 12 tuần, không chỉ tiếng Anh mà nhiều kỹ năng sống cho trẻ đã được cải thiện. Vietnamese for juniors, they are also very active. Okay, I've been teaching Vietnamese for every camp, summer and winter group classes. Most of them are very active. Với chi phí trên 2.000 đô la Mỹ, tầm hơn 40 triệu đồng Việt Nam, tuy khá cao so với các trại hè trong nước, nhưng với môi trường quốc tế, mọi sinh hoạt ăn ở đều được đảm bảo, thì đây vẫn là điểm đến được nhiều phụ huynh lựa chọn cho con em mình để giải quyết cùng lúc nhiều bài toán, học tập tiếng Anh, rèn luyện kỹ năng sống, vui chơi và du lịch trong dịp hè.